Ngôi trường Chu Văn Liêm tại Cần Thơ sẽ bị đập bỏ trong tháng 7 này, theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố này. Đây là công trình kiến trúc cổ có giá trị về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật đã được hình thành và tồn tại gần 100 năm. Dự án phá dỡ để xây mới hoàn toàn ngôi trường đã khiến cho nhiều thế hệ học sinh, giáo viên tại đây cảm thấy vô cùng hụt hẫng và nuối tiếc. Chị Trúc Mai, một người dân thành phố Cần Thơ, đang tranh thủ chụp lại những hình ảnh cuối cùng của trường Trung học Phổ thông Chu Văn Liêm. Chỉ 2 năm nữa là ngôi trường này kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Thế nhưng chủ trương phá trường cũ xây trường mới đã được thông qua. Rất là đẹp mà lại rất là cổ kính. Thật sự là nếu mà đập bỏ thì thật sự là niềm tiếc nuối trong lòng người dân Cần Thơ. Công trình này tương tự như các trường Lê Quý Đôn ở thành phố Hồ Chí Minh, Quốc học ở Huế và nhiều kiến trúc kiểu Pháp khác trên cả nước. Với giá trị lịch sử và kiến trúc mỹ thuật của nó, nhiều người không đồng tình với việc đập bỏ. Đây là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ học sinh đóng góp tài năng của mình cho đất nước. Do đó, bản thân tôi nghĩ rằng thay vì mà chúng ta làm mới, có thể là mình sửa chữa trùng tu lại, giữ được nét đẹp của nó. Nghe tin trường Chu Văn Liêm sắp bị san phẳng, thời gian qua rất nhiều cựu học sinh đã về đây thăm trường. Tất cả họ đều bày tỏ sự nuối tiếc. Cái cảm giác của mình rất là buồn và rất là mong muốn được quay trở về trường để mình chụp lại tất cả những cái hình ảnh. Khi nghe được cái tin mà để phá dỡ ngôi trường á, thì nói chung là không có muốn. Tại vì cái ngôi trường này á, nó có nhiều kỷ niệm và rất là nhiều học sinh thành đạt từ ngôi trường này ra. Nhưng mà nếu mà mình đập ngôi trường này thì Cần Thơ sẽ mất đi một cái di tích lịch sử rất là quý của Cần Thơ cũng như của cả miền Tây này. Được biết, sau khi đập bỏ ngôi trường này, thành phố Cần Thơ đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây lại ngôi trường hoàn toàn mới. Hiện thành phố cũng đang xây một trường học tạm để dời toàn bộ 2.000 học sinh qua đó trong năm học mới tới đây.